tôi là nhà cố vấn già, xin kể các bạn những câu chuyện về đầu tư. Điều này thì tôi thấy là ở trên thị trường gần như là không ai nói cho các nhà đầu tư ha. Có nghĩa là khi mà người ta nghe các bạn muốn đầu tư thì người ta ít bao giờ chịu ngồi xuống nói chuyện với các bạn. Nhưng mà nói tóm lại là công việc đầu tư để cuối cùng là chúng ta đạt được sự tự do về tài chính. Thế thì sự tự do về tài chính thì ở thập niên 80 ở Hoa Kỳ thì người ta nói là đâu đó là $1 triệu. Đúng không? Và ở Việt Nam thì $1 triệu hiện nay nó khoảng 24 tỷ đồng, hơn 24 tỷ đồng một tí. Nhưng mà thật ra thì nếu các bạn thấy là nếu mà là tài sản 24 tỷ đồng á, để rồi 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi đạt được thì mình còn sống đến 3-40 năm tiếp theo nữa. Thì liệu 20 tỷ đó nó có đủ không? Cho nên rằng là gì? Thật ra cái câu chuyện đạt tự do tài chính là đạt $1 triệu là để mình cán cái mốc đầu tiên. Ở Hoa Kỳ thì nó là gì? Là $1 triệu ở thập niên 80. Ở Việt Nam tôi vẫn thường nói với các bạn trẻ là hãy đạt 1 tỷ tiền mặt đầu tiên. Nha, những cái nhà đầu tư trẻ của tôi nói hãy đạt được 1 tỷ tiền mặt đầu tiên. Thì cá nhân tôi thấy là từ khi mà tôi có 1 tỷ tiền mặt đầu tiên thì tỷ thứ 3, tỷ thứ 5, tỷ thứ 7, tỷ thứ 10 nó nhanh. Đó, nói tóm lại là gì? Có tiền nó tự nhiên nó có cơ hội các bạn nha. Ví dụ như bạn bè các bạn có cơ hội và biết các bạn có tiền thì người ta mới gọi cho các bạn được, có mảnh đất tốt vân vân, người ta thấy cơ hội thì người ta mới gọi cho các bạn được. Cho nên tôi vẫn thường nói người là có tiền thì mới có cơ hội được. Như vậy thì mình mà có cái, mình hiểu được những cái chuyện như vậy rồi, mình có cái con số cụ thể rồi thì mình mà có cái chiến lược cho cuộc đời của mình nha. $1 triệu đó là 24 tỷ đó thì các bạn phải lên một kế hoạch SMART. Theo SMART là trong bao lâu thì các bạn đạt được ha. Rồi các bạn dùng theo cái module GROW để rồi cái module nó đảm bảo là tài sản của bạn tăng trưởng. Khi tài sản các bạn tăng trưởng theo năm thì nó đi nhanh hơn. Và cuối cùng các bạn phải đo lại tế những cái gì mà bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân mình với cái module là SWOT. Thì tất cả những cái việc đó thì các bạn phải có một cái người hướng dẫn mình để rồi mình biết cách mình làm đường đi cho nó đúng. Nhà cố vấn già kiến tạo những nhà đầu tư độc lập.